Xin chào mọi người, mình là Yết Yết. Và ngày hôm nay thì mình làm clip này để có thể trân trọng mời mọi người đến với buổi trình chiếu và dàn dựng vở Antigone Âm Mù sắp tới sẽ diễn ra tại Manzi vào ngày 8 tháng 4 và 9 tháng 4. Trong Antigone Âm Mù thì mình cũng có đóng một vai nhỏ, đấy là ở trong dàn hợp xướng, còn gọi là chorus. Thì thực ra ở cuối năm ngoái thì mình cũng đã chia sẻ khá là nhiều về vở kịch này rồi. Vì lúc đấy là bọn mình có một cái buổi công chiếu tại Viện Goethe. Còn lần này thì sẽ diễn ra tại Manzi và cũng sẽ có những cái khác biệt nhất định. Cho nên là mình sẽ làm cái clip này để có thể giới thiệu lại với mọi người về Antigone Âm Mù. Và hy vọng, rất mong chờ có thể gặp mọi người vào thời gian đấy, địa điểm đấy, ý là gặp vào hôm công chiếu. Mình nghĩ là sẽ là khá là khó để có thể theo dõi cái vở kịch nếu mà mình không biết trước một chút về những cái thứ xảy ra xung quanh và trong cái câu chuyện đấy. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ kể chuyện. Vở kịch Antigone là cái vở kịch được Sophocles viết ra dựa trên một cái tích truyện ở trong thần thoại Hy Lạp. Và nó nằm trong bộ ba những vở kịch Theban gồm có Oedipus the King, Oedipus at Colonus và Antigone. Thì trong cái dòng thời gian đấy thì Antigone sẽ là cái sự kiện xảy ra sau cùng. Nhưng mà cái điều thú vị là nó lại được ông Sophocles ông viết ra đầu tiên. Và cái vở kịch Antigone này cũng được xem là một cái vở kịch được nhắc tới nhiều nhất trong lịch sử triết học và chính trị của phương Tây. Có thể là mọi người đã khá là quen thuộc với cái tên Oedipus qua cái cụm từ chứng phức cảm Oedipus, mà đây là một cái thuật ngữ được ông Sigmund Freud ông ấy sử dụng trong cái học thuyết về các giai đoạn phát triển tâm lý tình dục để mô tả về cái cảm giác khao khát của một đứa trẻ với cái người cha hoặc là người mẹ khác giới của mình, và có cái cảm xúc giận dữ hoặc là ghen tị xa lánh với người cha hoặc mẹ cùng giới đối với mình. Thì cái này được inspire bởi cái việc mà ông Oedipus ông ấy đã giết cha mình và cưới mẹ mình. Để tiếp cận với vở Antigone thì mình nghĩ là cái việc nắm được cái câu chuyện xảy ra trước đấy nó sẽ giúp mình thấy sáng tỏ hơn rất là nhiều khi xem vở kịch. Antigone cùng với Ismen và hai người anh trai là Polynices và Eteocles là con của vua Oedipus và hoàng hậu Jocasta. Thì hoàng hậu Jocasta đồng thời cũng chính là mẹ ruột của Oedipus. Trước đấy thì bà là vợ của vua Laius, là vị vua trị vì thành bang Thebes. Vua Laius và hoàng hậu Jocasta cưới nhau đã được khá lâu mà họ vẫn không có con. Thế là họ bèn đến tham kiến nhà tiên tri của đền Delphi và được phán rằng là nếu mà vua Laius có con trai thì cái đứa con trai đấy sẽ giết cha và cưới mẹ. Và quả thực là hoàng hậu Jocasta sau đấy đã sinh được một đứa con trai. Thế là ông Laius lo rằng là lời tiên tri sẽ ứng nghiệm. Ông ấy sâu một cái khuyên vào chân của đứa con đấy và sai người đem vứt nó đi. Sau đó thì đứa trẻ bị bỏ đi đấy được những người chăn gia súc của Polynices là vị vua xứ Corinth tìm thấy. Và họ mang đến cho hoàng hậu là Peripoia. Thì bà này đã nhận nuôi đứa trẻ, chữa lành chân cho cậu bé ấy và đặt tên là Oedipus với cái nghĩa là bàn chân bị sưng tấy. Khi Oedipus lớn lên và trở thành một chàng trai khỏe mạnh thì lại hay bị trêu chọc là một đứa con hoang. Thế là cậu mới quay về chất vấn người mẹ nuôi Peripoia của mình. Bà này thì không hé răng nửa lời về gốc gác của cậu. Thế là cậu lại đến cầu xin thánh thần cho mình một câu trả lời. Và chính tại nơi đó thì cậu nhận được một cái lời phán rằng là không nên quay trở lại quê hương của mình, bởi vì nếu mà quay trở lại quê hương đấy, cậu sẽ giết cha và cưới mẹ của chính mình. Và lúc đấy thì Oedipus thực sự tin rằng cái xứ sở Corinth chính là quê hương của cậu, cho nên là cậu quyết định là không quay lại nơi đấy nữa và rời bỏ đi. Trên đường đi thì Oedipus đã gặp Laius. Hai bên xảy ra va chạm mâu thuẫn, thế là Oedipus đã thực sự xuống tay giết chết Polynices là người cha ruột của mình. Khi mà Laius chết thì em trai của hoàng hậu Jocasta là Creon đã lên ngôi để trị vì thành bang Thebes.
Và cùng lúc đó thì có một cái thảm họa đã giáng xuống toàn bộ thành bang, đấy là xuất hiện một con Sphinx, hay còn gọi là con nhân sư. Nó đứng chắn ở cổng thành và đưa ra một câu hỏi cho tất cả những ai đi ngang qua. Và nếu mà ai không trả lời được thì nó sẽ bóc cổ và ăn thịt người ấy luôn. Và đây có thể là câu hỏi nổi tiếng nhất trong lịch sử. Đấy là câu con gì buổi sáng đi bằng 4 chân, buổi trưa đi bằng 2 chân và buổi chiều đi bằng 3 chân. Không ai trả lời được câu hỏi ấy cho đến khi Oedipus xuất hiện và trả lời là con người và đã đánh bại Sphinx. Trước đấy thì Creon cũng đã có một cái tuyên bố rằng nếu ai mà giải được câu đố của con Sphinx đấy thì sẽ được trao cho cả vương quốc và cả bà vợ quá của vua Laius nữa. Thế thì Oedipus là người giải được câu đố đấy, cho nên là đã lên làm vua và cưới hoàng hậu Jocasta là bà vợ quá của vua Laius làm vợ, mà không biết rằng Jocasta lại chính là mẹ ruột của mình. Oedipus và Jocasta lấy nhau và sinh ra được 4 người con, chính là Antigone, Ismen, Polynices và Eteocles như mình đã nói lúc trước. Ít lâu sau thì một dịch bệnh lại ập xuống thành bang Thebes và Oedipus đã sai Creon đến hỏi ý kiến của nhà tiên tri đến Delphi, và ông ấy đã phán rằng cái kẻ mà giết vua Laius phải bị trừng phạt thì dịch bệnh mới thôi giáng xuống thành bang Thebes. Và sau đó khi mà sự thật bị phơi bày thì Oedipus nhận ra rằng người đàn ông mà mình đã giết trên đường đấy chính là vua Laius, đồng thời cũng chính là cha của mình. Còn người mình đã cưới thì chính là mẹ ruột của mình. Lời tiên tri đã ứng nghiệm. Hoàng hậu Jocasta khi mà bà biết sự việc này thì đã treo cổ tự vẫn. Còn Oedipus đã tự móc hai mắt của mình và rời bỏ thành bang Thebes. Cùng đi với ông chính là Antigone. Oedipus cũng chết không lâu sau đó. Và hai người con trai của ông là Polynices cùng với Eteocles đã thay phiên nhau lên cầm quyền, với cái thỏa thuận là mỗi người sẽ trị vì thành bang Thebes trong một năm. Thế nhưng mà rắc rối đã xảy ra khi mà sau một năm cầm quyền thì Eteocles lại say no với cả Polynices, khiến cho anh này phải lưu vong khỏi thành Thebes. Anh ấy chạy đến Argos và đem ngoại bang về tấn công thành Thebes. Trong trận chiến này thì cả hai anh em đều đã bỏ mạng và Creon lại một lần nữa ông ta lên cầm quyền. Và chính trong cái ngày cầm quyền đấy thì ông ta ra một cái tuyên bố rằng sẽ tổ chức mai táng cho Eteocles, vì anh ta đã đứng về phía thành bang Thebes để bảo vệ thành bang khỏi quân xâm lược. Và ra một tuyên bố khác nữa rằng là không ai được khóc thương hay chôn cất Polynices, bởi vì Polynices đã đem ngoại bang đến đánh phá quê hương. Và chính lúc này thì vở kịch Antigone bắt đầu bằng cảnh đối thoại của Antigone và Ismen. Antigone với cái quyết tâm chống lại Creon, chống lại luật lệ của thành bang, cô ấy quyết định là sẽ bảo vệ cái quyền được chôn cất người anh trai Polynices của mình và mặc cho lời can ngăn của em gái là Ismen. Creon sau đấy thì rất là tức giận khi mà có người dám đứng lên chống lại cái luật lệ của mình. Thế là ông ta mới ra quyết định là tìm xem kẻ nào đã dám cả gan tổ chức lễ mai táng và chôn cất cho Polynices. Khi biết đấy là Antigone thì ông ta đã ra quyết định là bắt luôn cả Ismen và khép cả hai vào tội chết. Ngay sau đó thì Haemon là con trai của Creon và đồng thời thì cũng là hôn phu của Antigone đã đến để phản đối cái quyết định của cha mình, chỉ để sau đấy phải bỏ đi trong thất vọng và giận dữ vì đã không thể thuyết phục được cha thay đổi ý định. Sau cái cuộc nói chuyện đấy thì Creon lại thay đổi quyết định và ông ta tuyên bố rằng Ismen vô tội. Nhưng mà với Antigone thì ông ta vẫn khăng khăng không chịu thay đổi cái phán quyết của mình. Sau đấy thì nhà tiên tri mùa Tiresia đã đến gặp Creon với những cái tiên đoán rất là khủng khiếp của mình. Và dù vô cùng tức giận thì sau đấy Creon cũng biết rằng Tiresia chưa từng có khi nào phản đoán sai về những cái lời tiên tri của mình cả. Cho nên Creon mới vội vã đến cái hang động nơi mà ông ta đưa Antigone vào. Ở đấy thì ông ta gặp Haemon, con trai của mình. Còn Antigone thì đã tự sát. Haemon đã rút kiếm ra, định đâm Creon nhưng mà lại đâm trượt. Thế là sau đấy chàng mới tự đâm cái mũi kiếm vào ngực mình. Đau khổ vì cái chết của con trai mình,
Creon mới mang xác con về thành Thebes. Và tại đó thì ông ta nhận được tin báo rằng Eurydice là vợ của mình cũng đã tự tử bằng lưỡi kiếm. Bà ấy tự tử bên bàn thờ thần linh và nguyền rủa Creon vì đã giết chết con trai của bà ấy. Thế là ôm xác con và nhìn thi thể của người vợ, cuối cùng thì Creon cũng đã phải nhận lấy cái hậu quả cho những hành động của mình. Và đấy cũng là cái cảnh cuối cùng của vở kịch Antigone. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với Antigone âm mưu của Explicit. Antigone âm mưu giữ lại nguyên toàn bộ cái text được dịch một cách rất là tỉ mỉ và cẩn thận từ vở Antigone của Sophocles. Nhưng mà cái bối cảnh không và thời gian thì lại rất khác, khi mà toàn bộ câu chuyện chỉ tồn tại ở trên một cái không gian số, nơi mà sự sống và cái chết, thời gian và không gian đều bị mắc kẹt và đảo lộn trong một cái gọi là điểm kỳ dị. Nếu mà mọi người có hứng thú thì mọi người có thể tìm đến page Antigone âm mưu ở trên Facebook để đọc những cái bài viết ở trong đấy. Bởi vì chắc chắn là những bài viết đấy sẽ rõ ràng và mạch lạc hơn rất nhiều so với những cái gì mà mình đã nói nãy giờ. Và hy vọng là có thể gặp mọi người vào ngày 8 tháng 4 và 9 tháng 4 sắp tới tại Man City, khi mà vở Antigone âm mưu được trình chiếu tại đó. Rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe đến tận giờ phút này của clip. Và chúc mọi người luôn vui vẻ và có một cái khoảng thời gian tốt đẹp trong những ngày sắp tới. Xin cảm ơn. Bye bye.